Hai, chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì bây giờ mình sẽ cà phê với lại mấy anh em ở Thủ Đức của mình. Thì sẵn một hồi nữa, nếu mà anh có chạy chiếc giấy đích 10 rồi một bản kỷ niệm á, như Liêm đã hứa đi làm á, thì Liêm sẽ review cho anh em coi. Tại vì anh em cà phê đi hên xui, bữa anh em chạy mô tô, bữa anh em chạy tay ga, nói chung là mấy cái này không có hứa chắc được. Thì sẵn trên đường ra ngoài, trước khi review chiếc giấy đích 10 á, thì mình sẽ nói về một số cái gọi là sử dụng mô tô cơ bản về kỹ thuật chạy xe đó. Thì nói đến đây thì sẽ có hai nhánh, anh em nào nếu biết rồi á thì cũng đừng có trách Liêm dạy đời hay là chỉ gì hết. Liêm hoàn toàn ở đây là Liêm chỉ góp ý để giao lưu những anh em nào hoàn toàn chưa biết về cách lái xe mô tô không có lớn. Tại sao Liêm nói chưa biết cách? Nhiều người thì nghĩ tôi chạy xe được nghĩa là tôi biết cách lái xe, thì cái đó hoàn toàn sai lầm. Tại vì khi điều khiển một chiếc xe hai bánh á, nếu mà đúng cách á, nó là cả một quy trình, chứ không phải là cứ leo lên chạy được một chiếc xe, cầm được cái bằng lái trong tay có nghĩa là bạn đã biết cách chạy xe. Đó hoàn toàn không đúng. Tại vì thật sự cái bằng lái của mình á, nó không có gắt gao gì hết, ai đầy đủ hai tay hai chân biết chữ là hầu như là đều đậu được hết. Rồi bây giờ Liêm sẽ vô vấn đề về cách lái xe hai bánh nói chung và mô tô nói riêng. Thì việc đầu tiên Liêm muốn chỉ cho các bạn á, cái tư thế ngồi chạy xe để thoải mái nhất, để đi xa đỡ ngỏ nhất, và để gọi là điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng nhất, là các bạn sẽ dựa theo nguyên tắc là dưới cứng trên mềm. Dưới là ở đâu? Là từ lưng quần đổ xuống chân gọi là dưới, còn từ lưng quần đổ về trên là ở trên gọi là mềm. Thì tại sao tôi nói vậy? Thì các bạn biết á, khi chúng ta cầm nắm cái đi đồng á, mà chúng ta quá cứng cái tay lái á, thì nó khi mà mình chạy qua những ngày dập á, hay là những cái vật giảm tốc á, hay là khi mình thắng á, thì cái phản lực từ mặt đường nó tác động lên xe và nó sẽ tác động lên cơ thể chúng ta. Khi đó chúng ta chạy xe chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, khi chạy dừng mấy chục cây, trăm cây thôi là sẽ hơi ẩm hết cả người. Và những phần hơi ẩm có thể hiện rõ nhất đó, đó là cổ, lưng và tay sau. Còn nếu các bạn ngồi đúng cách thì các bạn sẽ giảm được những cái dư chấn rất là nhiều. Ngồi đúng cách có nghĩa là hai cái chân các bạn kẹp sát như thế này, kẹp sát thôi chứ không phải là dùng hết lực để kèm. Khi đó các bạn sẽ tạo ra một lực để nâng đỡ phần trên của cơ thể, có nghĩa là phần từ lưng quần trở lên, thì lúc đó cái tay của các bạn sẽ hạ lỏng vậy. Và khi các bạn lái xe các bạn nên hạ thấp trọng tâm xuống, hạ càng thấp càng tốt, là để khi các bạn tác động một lực lên di động á, để đổi hướng xe đó, thì các bạn chỉ cần tác động một lực nhẹ thôi là nó sẽ có tác dụng như di động liền, không cần phải lực mạnh. Cái này Liêm sẽ chắc phải làm thêm một số nữa về nói rõ chi tiết hơn, bây giờ Liêm sẽ nói những chi tiết cơ bản thôi. Và cái phần thứ hai Liêm muốn nói cái đó là kỹ thuật đánh lái nghiệp, sao cờ tuyên. Thì các bạn có biết cái kỹ thuật đó đó, ở hầu như thế giới người ta đã biết cách đây rất lâu, nhưng mà ở Việt Nam mình nói chung á, thì nó gần như là một khái niệm nó mơ hồ lắm, nhưng có những anh em chơi kỹ thuật người ta mới hiểu thôi. Thì theo các bạn á, các bạn muốn quẹo một hướng nào á, thì từ xưa giờ Liêm bảo đảm các bạn sẽ đều có trường hợp này. Ví dụ như các bạn muốn quẹo bên trái đúng không, các bạn sẽ ghi cái di động bên trái về và đẩy cái di động bên phải lên. Cái đó là hoàn toàn sai lầm nha anh em. Khi mà mình làm như vậy á, cái xe mình nó sẽ bị chao đảo. Tại vì cái chiếc xe mình á, nó luôn được thiết kế theo một cái lực hướng tâm. Thì các bạn chỉ cần muốn quẹo bên nào, các bạn chỉ cần đẩy nhẹ cái di động bên đó lên thôi, là các bạn sẽ đẻ được cái hướng xe bên đó. Còn đẩy mạnh hay đẩy nhẹ là do tùy cái độ gắt của cua, hay là tùy cái trường hợp mình muốn xử lý và mình dùng cái lực đẩy cho nó đúng với cái tay lái nghịch. Thì bây giờ Liêm sẽ thử nghiệm cho các bạn coi nè. Bây giờ Liêm không cầm tay lái bên trái nha. Nếu mà sử dụng cách ngày xưa không cầm tay lái bên trái, sao quẹo bên trái đúng không? Nè bây giờ nè, Liêm cầm cái ghi gom bên phải nè. Nè, chỉ là cần đẩy nhẹ nè, là các bạn thấy cái xe nó sẽ nghiêng về bên phải liền không? Đẩy nhẹ nè. Đó. Thì cái đó gọi là kỹ thuật đánh lái nghịch. Kỹ thuật đánh lái nghịch á, nói chung nói một cách dễ hiểu năm nay dễ hiểu, có nghĩa là chỉ cần khi các bạn muốn quẹo bên nào, các bạn cần đẩy nhẹ cái di động bên đó lên thôi, là nó sẽ để cái hướng xe về cái theo các bạn muốn. Cái kỹ thuật đánh lái nghịch này á, nó có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp, có nghĩa là khi các bạn muốn né một chướng ngại vật ở phía trước, hay là xử lý tình huống giao thông, hay là các bạn muốn đè cua nó, thì sử dụng cái đánh lái nghịch này nó sẽ phản xạ rất là nhanh và xe nó sẽ đi theo ý hướng của mình, chứ không phải là nó bị chao đảo. Các bạn có để ý không, ngày xưa mà mình anh em mình lúc mà mới tập xe đạp á, mình rất dễ bị đảo xe và té, đó là do mình sử dụng lái thuận
có nghĩa là khi mình muốn quẹo bên nào á, mình đều kéo cái ghi đông nó về và mình đẩy cái ghi đông bên nghịch lại lên đó, nên cái chiếc xe nó không có đi theo cái đúng cái ý của mình, nên mình rất là dễ té. Rồi cái trường hợp thứ ba Liêm muốn giao lưu với anh em ấy, để chỉ anh em chưa biết đó là khi sử dụng thắng thì hầu hết tất cả các anh em muốn chơi không bao giờ sử dụng thắng trước nhiều. Họ quan điểm là thắng trước nhiều là sẽ té. Đó, cái đó là suy nghĩ của đa số phần đông đó nha, Liêm không nói hết. Nhưng mà các bạn có để ý không, cái sự thiết kế của nhà sản xuất đó, họ làm thắng xe trước rất là to và thắng sau nhỏ, hoặc là thậm chí những xe phân khối lớn 400 phân khối trở lên thì họ là đều là hai thắng đĩa trước và một thắng đĩa sau. Tại sao họ làm như vậy? Đó là họ khuyến cáo và họ chỉ cho chúng ta biết thắng trước là quan trọng hơn thắng sau. Thắng sau dùng để ra để giảm cái vòng quay của bánh xe lại thôi, chứ thắng sau không, hoàn toàn không dùng để dừng xe lại. Tại vì khi chúng ta đang lưu thông với một vận tốc nhanh mà chúng ta đạp hết cái thắng sau là cái gọi là cái vòng quay á, cái gia tốc á, nó không biết dồn vào đâu hết, từ đó sẽ xảy ra hiện tượng quăng xe, khả năng quăng xe rất là cao, rất là dễ té. Dù các bạn có ABS đi chăng nữa, khi mà chạy tốc độ cao ABS nó sẽ có tác dụng tầm, ví dụ như dưới 100 các bạn đạp ấy, nó còn được, chứ mà các bạn mà nhanh quá các bạn đạp thì cũng chẳng có ABS nào để xử lý nổi ra cái số vòng quay đó. Đó thì tôi nói khi các bạn dùng thắng, việc đầu tiên các bạn làm á là các bạn nên khóa tay. Khóa tay nghĩa là sao? Mình khóa ngay cái chỗ này nè, khóa cái chỗ này lại là để cho cái khuỷu tay của mình nó một cái thẳng. Thì khi đó các bạn thắng á, thì cái cơ thể của các bạn, hai cánh tay của các bạn nó không xỉu qua một bên. Khi mà chúng ta thắng là chúng ta dễ bị xè, có nghĩa là cái tay lái chúng ta không giữ thẳng, không khóa tay thì nó rất là dễ bị xè, nó tục, gọi là tục cái đầu qua một bên là nó xè đó. Thì khi mà chúng ta khóa tay lại nó sẽ giảm đi cái trường hợp đó. Và cái tác dụng thứ hai của cái việc khóa tay á, là khi các bạn khóa tay vậy các bạn tạo nên một cái lực chịu lên cái dây đông. Và nếu mà các bạn có chở những người ngồi sau á, thì khi cái người đó mà nhận được lực thắng á, người ta sẽ bị dồn về phía trước, thì cái lưng của bạn và cái cánh tay của các bạn á sẽ tạo lên một điểm tựa cho họ, và các bạn không có bị nhồi về trước, và người ngồi sau không có khả năng bay lung tới về trước. Đó, đó là cái lợi của việc khóa tay. Và đặc biệt là các bạn hãy nhớ nguyên tắc khi thắng là thắng sau, bóp thắng trước nhanh dần. Có nghĩa là khi các bạn bóp như vậy nè, các bạn bóp cái thắng như vậy nè, các bạn bóp cảm nhận trước thôi là coi cái đường nó có thích hợp để mà bóp nhanh không. Đó, nếu mà các bạn thấy mặt đường mà nó đủ độ bám thì các bạn siết nhanh dần cho mình. Đó là khi các bạn mà đã đạt được tới cái cảnh giới cảm nhận thắng á, thì các bạn sẽ xử lý tình huống rất an toàn. Tại vì cái thắng trước á, nó rất là quan trọng cái chỗ là nó là hoàn toàn là dùng để việc dừng xe lại. Nếu các bạn mà gọi là dừng đỉnh điểm ở đỉnh cao đó, các bạn có thể luyện cái cảm giác bốc đích, nghĩa là mình thắng mà cái đích sau nó nhỏng lên luôn, mình vẫn không bị xe. Đó là các bạn cảm nhận tốt thắng trước. Thì nói chung là nói ở đây nó sẽ rất mơ hồ, nhưng Liêm muốn mường tượng trước cho các bạn ba yếu tố quan trọng để chạy mô tô phân khối lớn. Nó sẽ còn rất nhiều cái yếu tố nữa, như là tư thế body khi qua cua, đánh lái nghịch làm sao đối với từng độ cua của các ông, lấy lên đường, mở rộng tầm nhìn, cái đó rất là nhiều cái thứ. Nhưng mà cái đó để Liêm sẽ làm một video clip khác trong một nhóm mà Liêm chơi, nhóm kỹ thuật á, thì sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Chứ còn mà đang đi trên đường vậy mà biểu diễn nó ra lấy tầm dông tập xì ốc rồi. Thì đó, ba cái yếu tố Liêm vừa hướng dẫn các bạn á, đó là tư thế ngồi, dưới cứng trên mềm, cách đánh lái nghịch, là có nghĩa là khi muốn quẹo bên nào, hoặc là tình huống muốn xử lý cho xe nó đi về hướng nào, thì ta chỉ cần đẩy cái di động bên đó lên thôi, đẩy di động hướng bên đó lên thôi, và chúng ta có thể rẽ hướng đánh lái nghịch. Và kỹ thứ ba là kỹ thuật thắng. Thì với ba kỹ thuật đó, các bạn có thể gọi là ngao du sơn thủy một cách chậm rãi rồi. Còn nếu mà nó muốn nói về cua kiết đồ thì bạn phải luyện tập thêm và tham gia các nhóm kỹ thuật, hoặc là giao lưu học hỏi với những anh em mà đã chạy lâu quá, thì anh em họ sẽ chỉ cho các bạn. Bây giờ tới chỗ rồi, quay rồi Liêm. Rồi mấy anh em này đi tay ga không à, không review Z10 được à. Dạ.